Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Park Won-sum, đến từ Hàn Quốc và tôi sống ở đây 6 năm rồi. Và đây là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thích nhất là ở đây nè. Thích nhất là Won-sum thích ăn món ăn bánh căn cua và bánh mì giống như người Sài Gòn gì đó. Giao thông ở Việt Nam thì mỗi người có một chiếc xe máy, nhưng mà ở Hàn Quốc thì người ta đi bằng xe buýt nhiều hơn. Và thời tiết ở Việt Nam thì có hai mùa, mùa nóng và mùa mưa. Lúc đầu tiên Won-sum vô Việt Nam thì rất là nóng và không có thói quen, nhưng mà bây giờ thì Won-sum thích thời tiết này lắm. Ở Hàn Quốc thì có 4 mùa đấy. Vào dịp sinh nhật thì Won-sum nghĩ là không thể thiếu là cái bánh kem mà Won-sum vừa mới phát hiện ra ở Việt Nam là một loại bánh kem rất là đặc biệt. Ăn cái này không bao giờ hết. Các bạn tò mò chứ? Bây giờ các bạn cứ theo Won-sum để mua bánh đặc biệt nha. Chị ơi, chị em hỏi cái này có phải là bánh bằng vải phải không ạ? Dạ đúng rồi anh, đây là bánh kem bằng vải lưỡi. Cái này mua ở đâu chị? Anh có thể tới Sơn Sóc cái bên kia ạ. Bên kia hả? Dạ. Cảm ơn chị nha. Các bạn thấy không? Cái này rất nhiều bánh nè. Nhìn rất là ngon, xong những cái ra đối bộn liền á. Cái này cái thăng long nè, cái này là cái dâu nè. Các bạn thấy cái này chưa? Cái này gọi là bánh mà ăn không bao giờ hết nè. Xong muốn cắn một cái luôn á. Chị ơi, cho em hỏi cái này. Tất cả đều là bánh bằng vải đúng không ạ? Đúng rồi đó bạn, tất cả đều làm bằng vải nỉ đó. Hôm nay em muốn làm bánh kem để tặng cho bạn. Chị Tùng Hương đang làm bên trong đó bạn, mời bạn vào. Dạ, cảm ơn chị. Bánh kem đặc biệt chắc hẳn phải có cách làm riêng. Hôm nay Won-sum lại thử thách hoa tay của mình rồi đây. Chào chị Hương. Chào em. Chị đang làm bánh kem hả? Ừ, chị đang làm mấy bánh kem nhỏ nhỏ nè. Chị có thể chỉ cho em làm được không? Được chứ. Dạ. Em nãy thấy cái vải nó không có giống như áo của em nè. Chị, cái vải đó là vải gì vậy chị? Đây là người ta gọi là vải nỉ em. Vải nỉ. Đây là một loại vải khá đặc biệt. Chị em mình cùng đi ra kia coi loại vải đó nha. Đây là các loại vải nỉ đó nè em. Nó có rất là nhiều màu sắc ha. Ủa mà khi may vải thành bánh thì dùng máy hay là chỉ dùng tay thôi à? Cái này mình nên dùng tay. Tại vì khi dùng tay những đường chỉ nó sẽ nổi lên rất là đẹp. Đặc biệt là loại vải này nó có một công dụng là khi mình cắt nó sẽ không có tưa sờn. Em nghĩ là sau khi làm bánh xong thì nhìn nó hấp dẫn và bắt mắt, nên chị cảm thấy có hứng thú khi làm việc này phải không ạ? Đúng rồi, chị mở ra cửa hàng Thế Giới Thủ Công này là để cho mọi người đến đây yêu thủ công, mua những nguyên vật liệu này. Các bạn có thể làm những sản phẩm này không những làm quà tặng mà còn có thể kinh doanh trên nó. Vải nỉ hay còn gọi là vải dạ là loại vải mềm nhẹ, ấm áp và có nhiều màu sắc tươi tắn. Dưới sự khéo léo và sáng tạo của một người thợ thủ công, những chiếc bánh tuy không có hương vị thơm ngon, ngọt ngào, nhưng chỉ cần thưởng thức bằng mắt thôi cũng đủ để chúng ta có một bữa tiệc ngon lành phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh kem thật ngon. Có ai muốn làm chung với Won-sum và chị Hương không? Bây giờ mình chỗ tài bánh kem cho các bạn xem đi chị. Bánh kem của chúng ta hôm nay rất là đặc biệt. Thường là có trứng gà, có bột, có đường phải không? Nhưng mà hôm nay khác nhau. Hôm nay là có vải nỉ nè, cái này là cái kim chỉ. Còn cái này cái hạt cườm. Còn cái này cái bông gòn nè. Thay vì đánh trước thì trước tiên phải mình làm gì? Thì mình phải làm những cái khuôn đó em. Thì muốn để làm những cái khuôn thì chị em mình cần phải làm những cái đồ đập khuôn để mình cắt ra, thì chị em mình cùng làm ha. Khi em cắt quen rồi á, em có thể chọc
thấy không? Không không có cắt sai một tí nào ha. Đúng là chị Hương. Hình tròn của Vương Xuân cắt cũng đâu thua kém như chị đâu. Dạ. Nhưng mà em phải cố lên vì còn hai hình tròn đấy phải cắt đó. Dạ. Bây giờ tới lượt của Xuân. Cắt. Làm bánh vải còn công phu hơn cả bánh thật. Hai chị em mỗi người một công việc, ai cũng muốn bánh của mình làm thật đẹp đây mà. Vương Xuân khâu nè, nhưng mà khi khâu á không cần suy nghĩ nhiều. Khâu là rất là đơn giản. Và có chú ý một cái là khi làm á thì phải cẩn thận. Vì cái này cái kim, cái này chảy máu á, đau lắm. Cặm cụi với những tấm vải đủ màu sắc vui mắt. Nhưng điều làm chị Hương vui hơn cả là ý tưởng truyền cảm hứng công việc cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo và thể hiện tài năng. Có thể bạn không cần quá giỏi giang, nhưng chỉ cần một chút khéo léo, kiên nhẫn là sẽ làm được những sản phẩm khiến người khác phải trầm trồ. Con sống tức lắm nhưng mà phải làm này. Làm lại cho tới thành công thôi. Nếu mà không được thì sao phải làm tới tối lận. Vậy là không được, sao phải làm lại thôi. Mỗi chiếc bánh không phải nhào nặn bột hay canh nhiệt độ lò nướng. Công thức làm bánh vải cũng không phải là khó lắm đâu. Khéo léo, sáng tạo, có khả năng phối màu và biết liên tưởng một chút là bạn đã có được những chiếc bánh ngon lành, không kém phần bắt mắt như những chiếc bánh nướng thơm phức từ lò. Các bạn ơi, bây giờ bánh kem ra rồi nè ha. Bây giờ xong làm chị Hương với cùng thời gian mà cũng xong làm được một dâu và một bánh quế cùng chị Hương làm. Cô chị Hương thì lại bán dâu và hai bán quế ha. Và các bạn hai cái đều đẹp phải không các bạn? Làm bánh vải không khó lắm các bạn ơi. Các bạn chỉ cần biết chọn màu cho phù hợp và mai thật đều là đẹp đó. Và bánh này còn gọi là bán mà ăn ngoài không hết phải không các bạn? Một ngày học làm bánh với Vui Xuân và chị Tùng Hương. Các bạn đã sẵn sàng làm một chiếc bánh thật đẹp tặng cho người thân của mình chưa nào? Đợi đợi lâu chưa? Xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật Thảo đúng không? Ừ. Có nè à. Và một cái nữa là nhỏ. Bánh này gọi là ăn hoài không hết đó. Nhưng mà bánh này đâu ăn được đâu. Sao Usu nói là ăn hoài không hết? Mà Usu cái này tự làm mà. Usu tự làm cái hai cái rồi. Không, một cái nhỏ. Cái nhỏ dễ thương quá à. Nhưng mà Usu tự làm thì đâu thích cái nhỏ. Ồ vậy hả? Tưởng là thích cái này hơn. Ra thì cả hai cái. Vậy hả? Cảm ơn Usu nhiều nha. Có gì đâu, bạn gái mà. Nhưng mà lần sau đừng tới trễ nữa nha. Ok, hứa luôn. Senju ka hamida. Happy birthday to you. Chúc sinh nhật. Jay sa rang hamida. Cúc bồ ta thơ cúc kê. Cây bồ ta thơ. Bạn, đây là phần bỏ nghệ thuật thứ hai của Usu này. Các bạn thấy có đẹp không? Không được hả? Anh thấy sao? Anh thấy sao? Bánh vải nhỏ. Bánh vải.